Xin chào quý vị khán giả của Hà Nội Review. Thùy Linh rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay. Và ở một chương trình gần đây thì chúng tôi đã giới thiệu đến với quý vị chi tiết về tàu bay A320neo đầu tiên của Vietnam Airlines. Và trong số phát sóng đó thì có rất nhiều quý vị đã để lại bình luận cho chúng tôi rằng là Hà Nội Review hãy làm thêm về tàu bay đi. Và ngày hôm nay thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong tháng 7 cũng có kế hoạch là ngoài A320neo thì sẽ đón nhận một tàu bay thân rộng nữa, đó chính là Boeing Dreamliner 787-10 ở đằng sau tôi đây. Và chiếc tàu bay này thì chính là tàu bay thân rộng thứ 30 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cũng là tàu bay thứ 5 trong dòng Boeing 787-10. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ cùng quý vị khám phá ngóc ngách chi tiết toàn bộ chiếc tàu bay thân rộng này nhé. Tàu bay Boeing 787-10 mang số đăng bạ VNA878. Như quý vị có thể thấy là dòng Boeing 787-10 thì có một kích thước rất là lớn, gọi là siêu máy bay bởi vì nó dài đến hơn 68m, tức là dài hơn khoảng 5m so với phiên bản 787-9 mà đôi khi chúng ta di chuyển trên chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể bắt gặp. Còn về chiều cao và dải cánh thì 787-10 có thông số tương tự với 7878 và 7879, chiều cao là 17m, dải cánh 60m. Vietnam Airlines là một trong số ít hãng bay đang khai thác đồng thời hai trong số ba dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 Dreamliner của nhà sản xuất Boeing. Chiếc Boeing mới này thì vẫn được thiết kế theo màu sơn nhận diện quen thuộc của hãng, bông sen vàng cách điệu trên nền xanh dương. Tổng quan về Boeing 787 Dreamliner. 787 Dreamliner là mẫu máy bay mang nhiều công nghệ hàng đầu của Boeing. Mặc dù mang số hiệu 787, nhưng thực chất dòng máy bay này được Boeing định hướng thay thế cho Boeing 767, khi đó vốn đã gần 35 năm tuổi. Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay tầm xa, thân rộng cỡ trung, midsize, hai động cơ phản lực của hãng sản xuất máy bay Mỹ. Chính vì điều này, Boeing 787 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Airbus A340, A350, chứ không phải A380, dòng máy bay tầm xa thân rộng mới nhất của Airbus. Đây cũng là dòng máy bay thương mại tiết kiệm nhiên liệu nhất của Boeing, tiết kiệm hơn 20% so với dòng 767, và là dòng máy bay đi tiên phong sử dụng vật liệu composite làm vật liệu chính để chế tạo khung sườn máy bay. Hoàn cảnh ra đời. Thị trường máy bay toàn cầu bắt đầu sụp đổ sau vụ khủng bố hôm 11 tháng 9. Cùng với tình trạng giá dầu leo thang, các hãng hàng không bắt đầu chuyển hướng, quan tâm sang hiệu quả nhiên liệu thay vì tốc độ. Những hãng hàng không Mỹ chịu thiệt hại nhiều nhất được xem là khách hàng tiềm năng đối với Boeing 787. Khi đó, Boeing đã thiết kế concept ban đầu của 787 gọi tên là 7E7, bao gồm các cửa sổ buồng lái thon hơn, mũi trúc xuống và phần đuôi giống vây cá mập. Chữ E trong tên gọi 7E7 được cho là thể hiện nhiều ý nghĩa như hiệu quả, efficiency, hay thân thiện với môi trường, environment friendly. Nhưng Boeing lại giải thích đơn giản hơn rằng viết tắt E tức là H số 8. Ngày 26 tháng 4 năm 2004, hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways đã trở thành khách hàng đầu tiên của Boeing đặt hàng 787 Dreamliner và hoạt động chuyển giao bắt đầu vào cuối năm 2008. Về thiết kế, 787 Dreamliner được thiết kế để trở thành chiếc máy bay thương mại đầu tiên có thân được lắp ghép từ các khoang liền mảnh bằng vật liệu composite thay vì sử dụng nhiều tấm nhôm và hơn 50.000 thành phần liên kết như trên các mẫu máy bay hiện có thời bấy giờ. Boeing đã chọn hai mẫu động cơ mới dùng cho 787 Dreamliner, gồm dòng Gen 1000 của Rolls-Royce và General Electric Gen X. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không thương mại cả hai động cơ đến từ hai nhà sản xuất khác nhau dùng chung một tiêu chuẩn giao tiếp điện. Qua đó thì Boeing 787 Dreamliner có thể gắn động cơ GE hoặc Rolls-Royce chỉ với việc thay đổi đôi chút tháp treo động cơ. Mục tiêu của Boeing là nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí khi thay đổi loại động cơ. Hãng sản xuất máy bay Mỹ nhấn mạnh rằng 787 Dreamliner sẽ tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu so với 767, trong đó 40% hiệu quả nhiên liệu có được nhờ các động cơ và phần còn lại đến từ những cải tiến khí động học
tăng cường sử dụng vật liệu composite trọng lượng nhẹ. 787 Dreamliner là chiếc máy bay đầu tiên sở hữu thân, cánh và nhiều thành phần trong khung máy bay được làm bằng vật liệu composite. Mỗi chiếc 787 chứa đến 35 tấn polymer gia cường sợi carbon CFRP, trong đó dùng đến 23 tấn sợi carbon. Vật liệu tổng hợp sợi carbon có tỷ lệ độ cứng, trọng lượng cao hơn so với các vật liệu chế tạo máy bay thông thường và khiến cho 787 nhẹ hơn. Vẻ ngoài của 787 Dreamliner đặc trưng với thiết kế mũi thoan tròn, đầu cánh vốt cong hướng lên và vỏ động cơ có các viền thoái khí hình răng cưa giúp giảm tiếng ồn. Hệ thống đèn chiếu sáng trên 787 Dreamliner dùng toàn bộ đèn LED theo tiêu chuẩn. Hệ thống này bao gồm các đèn LED 3 sắc màu và đèn LED trắng. Khi bay, cabin được điều áp với áp suất tương ứng ở độ cao 1.800m thay vì 2.400m như các mẫu máy bay thông thường. Độ ẩm cabin cũng được lập trình dựa trên số lượng hành khách đang chuyên chở và cho phép thiết lập tối đa 15% độ ẩm thay vì chỉ 4% như các mẫu máy bay cũ. Hệ thống điều hòa trong cabin cũng cải thiện chất lượng không khí bằng cách lọc bỏ ozone từ không khí bên ngoài, các hạt có trên không và sử dụng một hệ thống lọc thể khí để loại bỏ các mùi, chất kích thích, khí ô nhiễm cũng như nhiều loại virus vi khuẩn. Do không dùng khí nén, khoang cabin 787 được nhiều hành khách đánh giá là ẩm hơn, trong lành hơn, không có mùi dầu và các chất ô nhiễm bắt nguồn từ hoạt động của động cơ giống như nhiều dòng máy bay cũ. Dòng 787 Dreamliner hiện tại có 3 phiên bản thương mại là 7878, 7879 và 7870. Hiện nay có trên 1.100 chiếc 787 đang hoạt động trên toàn cầu. Một chiếc 787 hiện đang thực hiện trung bình khoảng 600 chu kỳ bay mỗi năm. Tính đến tháng 4 năm 2024, dòng máy bay 787 Dreamliner đã vận chuyển an toàn hơn 875 triệu hành khách trên hơn 4,2 triệu chuyến bay. Xin chào anh Hạ, được biết là anh là người vừa lái chiếc máy bay Boeing 787-10 từ Charlton về đây. Vậy thì không biết là cái cảm xúc của anh hiện tại là như thế nào, và đây có phải là chiếc Boeing 787-10 đầu tiên mà anh được đón về mới không ạ? Đúng rồi, đây là cái 787-10 đầu tiên anh lấy từ trung tâm Boeing ở Charlton về. Cảm xúc thì rất là vui mừng khi mà được mang cái máy bay mới tinh từ cái xưởng lắp ráp bên Boeing về Việt Nam, và sắp tới là sẽ được đem được cái sản phẩm rất là tốt phục vụ cho hành khách của Việt Nam mình. Dạ vâng, vậy thì trong cái buồng lái này thì đâu là cái điểm nhấn mà có thể là phân biệt ngay thì đối với những cái dòng Boeing khác, và cũng đâu là điểm nhấn mà để cho chúng ta có thể nhìn vào là biết ngay là đây là Boeing 787-10 mới? 787-10 mới thì ra là nó có hai cái màn hình lớn ở phía đằng trước này, nó gọi là cái abort display, hai bên này là rất là màn hình rất là lớn, nên là khi mình nhìn vào đây mình sẽ thấy nó sẽ khác biệt với các dòng máy bay khác ở trên cái bộ lái này. Thông số mà nhà sản xuất đưa ra cho chiếc Boeing 787-10 này là nó có một cái tầm bay hạn chế hơn so với các dòng Dreamliner như là 787-8, 787-9. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của Hà Nội Review được biết là cái thông số đó nó thấp như thế thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hay là cụ thể để cho khán giả có thể hiểu? Thực ra máy bay 787-10 thì nó được thiết kế để bay tầm xa trung, tức là không phải là tầm xa hẳn mà xa trung thôi. Thì tầm bay của nó là khoảng độ 12.000 km, có nghĩa là mình có thể bay vươn tới được châu Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga không vấn đề gì. Nhưng mà đối với cả đường châu Âu thì Vietnam Airlines sẽ sử dụng 787-9 để bay những cái đường bay dài hơn.
Boeing 787-10 Dreamliner thì là dòng máy bay được mệnh danh là siêu máy bay, có chiều dài lớn nhất, hiện đại nhất. Và hiện tại thì cũng mới chỉ có hãng hàng không quốc gia Việt Nam là đang khai thác dòng máy bay này. Chiếc tàu bay này thì không phải là chiếc đầu tiên trong dòng 787-10 được Việt Nam Airlines tiếp nhận, mà từ năm 2019 thì hãng đã đưa dòng 787-10 vào khai thác. Và chắc hẳn là trong 5 năm qua sẽ có những quý vị khán giả theo dõi Hà Nội Review được bay trên dòng máy bay này rồi. Khi mà vừa bước từ cửa vào thì bên tay phải sẽ là khoang thương gia. Và hiện tại thì như quý vị có thể nhìn thấy là khoang thương gia thì được bố trí theo hình xương cá, so le. Ở trong chiếc tàu bay Boeing 787-10 thì sẽ có 6 hàng ghế ở hạng thương gia. Và mỗi hàng thì có 4 ghế, có thể phục vụ tối đa là 24 khách. Boeing 787-10 thì là dòng máy bay 2 lối đi. Và chiều rộng trong khoang cabin là khoảng 5,5 m. Và với bố trí ở hạng ghế thương gia như thế này thì mỗi hành khách ngồi trong ghế thương gia thì có thể là di chuyển đi lại mà không hề ảnh hưởng đến hành khách khác. Với hạng thương gia thì ghế được thiết kế để chúng ta có thể ngả phẳng hoàn toàn trong những trường hợp mà chuyến bay dài hay là những lúc mệt mỏi thì có thể ngả ra như một chiếc giường để ngủ. Bên cạnh đó thì ở hạng thương gia thì khách hàng sẽ được trang bị một màn hình 15,4 inch rất là lớn ở đây. Đây là màn hình giải trí sẽ được tích hợp những cái chương trình giải trí của Vietnam Airlines như là những bộ phim điện ảnh, hoặc là chúng ta có thể là chơi game, nghe podcast, nghe nhạc. Và đây chính là điều khiển của chiếc màn hình này. Ngoài ra thì ở đây chúng ta còn có đèn đọc sách này, tự điều chỉnh, cổng sạc USB, rắc cắm cho những tai nghe chống ồn. Vietnam Airlines sẽ phát trước mỗi chuyến bay. Bàn ăn thì được giấu, thiết kế bố trí ở dưới bệ tì tay. Có thể là bên trái, có thể là bên phải. Bệ tì tay này thì chúng ta có thể bật nó lên nếu mà cần dựa tay vào. Ở trong khoang hạng thương gia thì cái khu vực ghế ngồi cũng có rất là nhiều những cái khu vực để mình có thể để đồ. Ví dụ như ở đây cũng là một cái khu vực để chúng ta có thể để đồ. Ở đây nữa. Ở đây. Trên máy bay Boeing 787-10 thì cốp để hành lý rất là rộng. Và nếu quý vị khán giả của Hà Nội Review muốn Thùy Linh giới thiệu thêm về những trải nghiệm cũng như là dịch vụ khi mà bay thương gia với Vietnam Airlines thì hãy để lại bình luận và ekip sẽ sớm thông tin đến với quý vị. Sau khi rời khoang thương gia thì chúng ta sẽ đến với khoang đầu tiên của hạng phổ thông. Với Boeing 787-10 hay là đối với những cái dòng máy bay thân rộng khác thì hàng ghế đầu tiên của mỗi khoang phổ thông thì sẽ có chỗ để chân rất là thoải mái. Và những hành khách mà có mong muốn ngồi ở cái ghế này thì chúng ta hãy đặt chỗ trước. Cộng với nữa là để phục vụ cho ví dụ như là bà bầu này hoặc là trẻ nhỏ thì có thể đặt ở cái hàng đầu tiên này. Ở hàng ghế này thì màn hình giải trí sẽ được để ở đây, có một nút bấm. Xong kéo nó lên. Với màn hình này thì sẽ nhỏ hơn đôi chút so với màn hình tiêu chuẩn ở đằng sau tôi. Nhưng mà một màn hình giải trí mà để đổi được một cái chỗ ngồi rất là rộng và thoải mái như thế này thì đối với những quý vị mà có nhu cầu thì hoàn toàn có thể cân nhắc. Đối với hàng ghế đặc biệt này thì bàn ăn sẽ được giấu ở dưới bệ tì tay.
khoảng cách giữa các ghế phổ thông thì là khoảng 80 phân, tương đối là thoải mái. Một điểm đặc biệt nữa là đối với dòng 787-10 này thì chúng ta không có tấm chắn cửa sổ như mọi máy bay khác, mà thay vào đó là kính đổi màu có nút bấm đấy ạ. Sẽ từ từ chuyển dần sang từ sáng sang tối và ngược lại. Có 5 chế độ. Trên tàu bay Boeing 787-10 thì có tới 10 nhà vệ sinh lận. Ở đây thì có các chế độ nước, nóng, lạnh. Không gian ở nhà vệ sinh thì không quá rộng, nhưng mà với việc thiết kế đến 10 nhà vệ sinh ở đầu mỗi khoang và cuối mỗi khoang như thế này thì cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những hành khách, chúng ta có thể không phải chờ đợi quá lâu. Boeing 787-10 thì tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như là không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, rồi độ ẩm không khí và áp suất thì sẽ đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Boeing 787-10 nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Cấu hình ghế thì sẽ được mỗi hãng hàng không sắp xếp tùy theo nhu cầu. Và với Vietnam Airlines thì hãng ngăn cabin thành hai khu vực, bao gồm một khoang hạng thương gia với 24 ghế và 3 khoang hạng phổ thông với 343 ghế. Như vậy là tổng số khách tối đa cho chặng bay mà Boeing 787-10 phục vụ có thể lên tới 367 khách, gần gấp đôi các tàu bay thân hẹp, nhiều hơn khoảng từ 40 đến 60 ghế tùy cấu hình đối với đối thủ ở A350. Và so với dòng Boeing 787-9 thì Vietnam Airlines cũng mới chỉ khai thác tối đa 274 ghế hoặc là 311 ghế. Các máy bay thân rộng của Vietnam Airlines chở được bao nhiêu hành khách? Boeing 787-9 Dreamliner. Tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines có hai phiên bản sắp ghế. Một loại có khoang phổ thông đặc biệt, còn một loại thì không có. Cách sắp ghế thứ nhất có 28 ghế hạng thương gia có thể ngả thành giường phẳng với bố trí 121, được bố trí thành hình xương cá so le. Loại này có 35 ghế hạng phổ thông đặc biệt với sắp ghế 232. Lối đi rộng, khoảng cách giữa các ghế lớn, khoang phổ thông đặc biệt trên 787-9 ngồi không thua kém gì hạng thương gia trên A321 hay A320neo. Hạng phổ thông đặc biệt có mức giá chỉ cao hơn từ 500.000 đồng so với hạng phổ thông linh hoạt, nhưng sở hữu tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp từ mặt đất đến trên không. Hành khách được sử dụng phòng chờ bông sen vàng để ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bắt đầu hành trình. Bên cạnh đó thì hành khách được phục vụ làm thủ tục tại quầy riêng, lên máy bay bằng lối đi hoặc là xe buýt ưu tiên, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi trước chuyến bay. Còn lại là 211 ghế hạng phổ thông tiêu chuẩn với cách sắp ghế 333. Tổng số ghế của loại này là 274 ghế. Cách sắp ghế thứ hai không có hạng phổ thông đặc biệt nên tổng số khách phục vụ sẽ nhiều hơn, tối đa 311 hành khách. Vẫn là 28 ghế hạng thương gia nhưng có 283 ghế hạng phổ thông. Boeing 787-10 Dreamliner. Loại này có ít ghế thương gia hơn 787-9 với 24 ghế có thể ngả thành giường phẳng theo sơ đồ 121. Tuy nhiên thì tàu bay 787-10 có thiết kế lên tới 343 ghế hạng phổ thông sắp theo cấu hình 333, phân thành 3 khoang trên tàu, một khoang nhỏ ở ngay sau hạng thương gia và hai khoang lớn hơn ở phần còn lại của máy bay. Như vậy, số ghế tối đa trên Boeing 787-10 của Vietnam Airlines là 367 ghế. Cuối cùng là Airbus A350-900XWB. Với tàu Airbus A350-900, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt duy nhất khai thác loại tàu bay này. Airbus A350-900 của Vietnam Airlines có hai cách sắp ghế. Loại thứ nhất có 29 ghế hạng thương gia có thể ngả thành giường phẳng, được sắp so le theo sơ đồ 121. Khoang tiếp theo là 45 ghế hạng phổ thông đặc biệt, được bố trí theo sơ đồ 333, có khoảng cách ghế rộng hơn hạng phổ thông tiêu chuẩn, được phục vụ dịch vụ gần tương đương với hạng thương gia. Còn lại là 231 ghế hạng phổ thông theo sơ đồ 333.
Cách sắp ghế thứ hai cũng có 29 ghế hạng thương gia, sắp theo sơ đồ 121 hình xương cá. Loại này chỉ có 36 ghế hạng phổ thông đặc biệt, với sơ đồ 242. Với cấu hình ghế như vậy sẽ ngồi thoải mái và rộng rãi hơn cách sắp ghế 333 kể trên. Còn lại là 240 ghế hạng phổ thông. Và dù với phiên bản sắp ghế nào thì tàu bay Airbus A350-900XWB của Vietnam Airlines cũng phục vụ tối đa 305 hành khách. Dấu ấn của Boeing 787-10 Dreamliner với Vietnam Airlines. Trong năm 2019, đội tàu bay của Vietnam Airlines đã cán mốc 100 tàu và đôi cánh thứ 100 trong đội cũng là chiếc Boeing 787-10. Tàu bay 787-10 đó được thiết kế một nhận diện riêng với logo The 100th Aircraft màu vàng nổi bật phía trước số đăng bạ. Khi đó, việc tiếp nhận tàu bay thứ 100 là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietnam Airlines với đội tàu bay có quy mô lớn nhất Việt Nam và mang tầm cỡ khu vực. Sau thời gian đại dịch đầy khó khăn, Vietnam Airlines đã nhanh chóng hồi phục và mở rộng mạng lưới bay của mình. Mặc dù hiện tại lượng tàu bay đang khai thác chưa đạt được con số 100 vì thiếu hụt máy bay do quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bị kéo dài, Vietnam Airlines đã chủ động yêu cầu đẩy nhanh lịch nhận máy bay, trong đó có Boeing 787-10 Dreamliner để đảm bảo nguồn lực khai thác. Đây là sự bổ sung kịp thời giúp hãng hàng không quốc gia có thể tăng tải phục vụ cho giai đoạn cao điểm sắp tới trên các đường bay nội địa và mở rộng khai thác các đường bay quốc tế. Với chiếc Boeing 787-10 mới này, đội máy bay thân rộng của Vietnam Airlines hiện tại có 16 chiếc Boeing 787 và 14 chiếc Airbus A350, trở thành đội bay lớn hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với toàn máy bay thế hệ mới, hoạt động hiệu quả và có chỉ số tin cậy khai thác cao nhất thế giới. Tại khu vực, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và cũng là hãng hàng không Việt Nam duy nhất cùng lúc khai thác cả hai loại máy bay Boeing 787 và Airbus A350. Trong gần 10 năm khai thác các dòng máy bay này, hãng đã thực hiện trên 150.000 chuyến bay với trên 610.000 giờ bay tuyệt đối an toàn, mang tới những trải nghiệm tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của hãng hàng không quốc gia. Vietnam Airlines cũng đã trở thành một trong số ít các hãng bay trên thế giới chinh phục được tiêu chuẩn khai thác tầm bay mở rộng Extended Diversion Time Operations EDTO ở mức EDTO 207 phút đối với máy bay Boeing 787 và EDTO 240 phút đối với Airbus A350. Lợi thế này giúp hãng dễ dàng được cấp phép khai thác các đường bay tầm xa, xuyên châu lục hay là các đường bay có yêu cầu kỹ thuật cao nhất thế giới như đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, ngoài việc tăng tải để phục vụ các đường bay nội địa, hãng sẽ tăng cường đưa Boeing 787 vào khai thác trên các đường bay quốc tế. Như vậy là Hà Nội Review đã khép lại hành trình khám phá chiếc tàu bay lớn nhất, hiện đại nhất của hàng không Việt. Và với việc là bổ sung tàu bay trong thời điểm hiện tại thì có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng không khi mà chúng ta sắp bước vào dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và tàu bay này thì sẽ sớm đưa vào khai thác trong thời gian ngắn nhất. Đối với Boeing 787-10 thì Hà Nội Review sẽ có một số đánh giá như sau. Tàu bay này thì sẽ được Vietnam Airlines phục vụ khai thác cả những chặng bay nội địa và quốc tế. Về hiệu suất và ưu điểm thì vượt trội. Boeing 787-10 được trang bị động cơ tiên tiến, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn và thân thiện môi trường, giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Các trang bị thì hiện đại, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, hệ thống giải trí đa dạng, phong phú, chắc chắn sẽ làm hành khách hài lòng khi được bay trên Boeing 787-10. Boeing 787-10 thì quả thực là một dòng máy bay mà có rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội. Và đến đây thì hành trình khám phá của Hà Nội Review ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Và nếu mà quý vị thích thú với những trải nghiệm mới mẻ của Hà Nội Review thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi được biết. Và đừng quên theo dõi chúng tôi trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, các nền tảng số của Đài Hà Nội như là Facebook, TikTok và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.